Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn thức giới, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn thức giới và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn thức giới, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn thức giới và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn thức giới, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn thức giới và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhãn thức giới, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của nhãn thức giới và cái danh khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 25.